Tại SS, Zoro sử dụng kỹ thuật Diêm Vương Asura, một bản nâng cấp của Asura. Zoro là một phiên bản khác biệt nhất của One Piece với sức mạnh thần thánh không nhờ đến trái quỷ ác thần Asura. Mặc dù không phải bất kỳ lúc nào cũng triệu hồi được, nhưng chỉ cần Zoro vận sức là trạng thái ba đầu sáu tay sẽ được kích hoạt. Anh ta là một kiếm sĩ phát triển sức mạnh dựa trên nỗ lực của bản thân chứ không bị bút như những quái vật còn lại trong bàn bộ rơm. Zoro theo một trường phái được gọi là thăm ngàn và kẹp nách thăm ngàn. Bất cứ khi nào có thời gian, Zoro cũng luyện tập kiếm pháp và thể lực để vươn tới danh hiệu cao nhất, đệ nhất kiếm sĩ. Tuy nhiên ở hiện tại, sức mạnh của Zoro còn khá non kém so với những người vĩ đại như là Sanji hay Mihawk. Hãy xem Sanji thể hiện sức mạnh kiếm thuật của mình ra sao trong giai đoạn vừa rồi. Một chiêu thức duy nhất có tên là Kamisari đã khiến cho Kid, siêu thông tin thức tỉnh trái quỷ, bị chi nã 3 tỷ berry, là người đã góp công trong việc hạ gục một tứ hoàng, mất ý thức. Ngoài Sanji là bị so sánh là kiếm thuật không thể vượt qua được Mihawk, người đang nắm giữ danh hiệu kiếm vương của thế giới hiện tại. Nếu Zoro sau tham kiếm vận sức để chém đội mạnh thiên thạch do đô đốc Fujitora triệu hồi, thì Mihawk chỉ với những đường vung kiếm nhẹ nhàng, những uy lực thì như vũ bão đã khiến cho mảnh thiên thạch vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Hãy mới nói, Zoro hiện tại còn chưa thể so sánh được với những kiếm sĩ vĩ đại của thế giới khi này. Trận chiến của Zoro với King Onigashima chỉ là bước khởi đầu. Cần có một trận chiến khác để chứng tỏ Zoro mới là vua địa ngục thật sự theo những gì mà anh ta tự phong. Liệu Zoro có thể đánh bại được một đô đốc như Kizaru hay không? Video này mình sẽ đưa ra những dữ liệu hấp dẫn nhất về sức mạnh hiện tại của Zoro và đồng thời dự đoán thêm sức mạnh của anh ta trong tương lai. Anh em hãy cùng mình lên thuyền và cùng bàn luận cho vui nha. Cảm ơn tất cả anh em dành ra chút thời gian quý báu của mình để đăng ký kênh và xem video của mình. Ở SS, Zoro đuổi theo Seraphim Mihawk, Kaku đuổi theo Zoro, nhưng kết quả là Zoro được thấy chapter 1089 khi đã bắt được kẻ tàu phản sót. Còn Kaku thì không thấy đâu, vậy ai là người bị lạc? Chắc chắn là Zoro, không ai vượt qua được danh hiệu đó của anh ta. Nó có vẻ như là Zoro đuổi theo Seraphim nhưng lại đi lạc xuống dưới tầng hầm và phát hiện ra Zoro đang bắt giữ bản thể gốc của tiến sĩ Vagabond nên đã xử đẹp nó. Tính ra thì Zoro là người có công lớn nhất trong vụ giành lại lợi thế tại đảo tương lai nhờ vào việc đi lạc. Trong khi này, hải quân đã cử đến hai nhân vật chủ lực khác là đô đốc Kizaru và thánh Satan. Ở trang bìa chapter 858 thì Luffy được hé lộ đối đầu với một con bò có vết sẹo ở trên trán, nhìn sơ qua thì giống với vết sẹo của vị trưởng lão Satan. Kèm theo đó thì chúng ta cũng thấy được vị này hóa thành một quái vật dạng đầu bò với hai cái sừng khi mà Sabo đột nhập vào thánh địa. Có vẻ như đây là một gợi ý khá thú vị cho thấy Luffy sẽ chơi đùa cùng với vị trưởng lão này trong thời gian sắp tới ở hình dạng G5. Tại Red Rosa thì Luffy cũng đã thần phục một con bò tốt. Và ban đầu thì nó là một cái con bò điên hung hãn, nhưng với sức mạnh chinh phục do Haki Bá Vương, Luffy đã khiến con bò này trở thành đồng minh của mình. Không chắc rằng vị trưởng lão này sẽ quay xe đối đầu với lại Emu. Chuyện này khá khó để tưởng tượng, nhưng việc đối đầu với một trong số 5 vị trưởng lão tối cao chính quyền thế giới từ Luffy mũ rơm rất khó để tránh khỏi. Vậy thì ai sẽ chiến đấu với đô đốc Kizaru khi mà trận chiến tại đảo tương lai xảy ra? Dĩ nhiên là một trong số hai cánh của Luffy vua hải tặc tương lai, Zoro, vua địa ngục tự xưng. Những hé lộ trước đó, Kizaru luôn đối đầu với những kiếm sĩ hoặc là những thành viên thứ hai trong một bang hải tặc nào đó. Đầu tiên là ông ta đối mặt với Silver Rayleigh ở Sabaody. Rayleigh là một thuyền phó trong bang Roger, ông cũng là một kiếm sĩ rất vĩ đại. Vì tuổi tác đã cao nên thể lực và độ linh hoạt không còn như thời trẻ, khiến cho Rayleigh khó lòng hạ gục được đô đốc Kizaru ở trận chiến này. Và chưa kể hiện thoại thuyền phó vua hải tặc còn thở dốc và đuối sức khi mà trận chiến kéo dài. Kizaru đã biến ánh sáng thành một thanh kiếm để đấu đối kháng với vua bóng tối, thay vì ông ta sử dụng súng laser hay là một kỹ thuật diện rộng nào đó. Đủ để chứng tỏ Kizaru cũng là một kiếm sĩ khá mạnh, không chỉ là một người chỉ thiên về tài năng thiện xạ thông qua việc sử dụng ánh sáng. Ở trận chiến Marineford, Kizaru lại bị thuyền phó của bang tóc đỏ Bemidman chặn đường bằng cách chỉ súng vào trong đầu. Ai cũng biết súng đó sẽ có đạn bọc Haki mới khiến Kizaru khựng lại đôi chút. Thì ở đây, Zoro dù không được khẳng định là thuyền phó trong bang mũ rơm, nhưng với những người xem One Piece lâu năm thì cũng sẽ ngầm hiểu đó là một cái chuyện hiển nhiên. Giá trị tiền thưởng của Zoro luôn luôn xa Luffy trong mỗi ẹt khi mà bước vào giai đoạn tăng lên một mức mới. Zoro cũng là thành viên đầu tiên ở trong bang sau thuyền trưởng Luffy. Một số yếu tố này cho thấy cuộc chạm trán giữa Kizaru và thành viên thứ hai trong bang mũ rơm là không thể nào tránh khỏi. Cuộc chiến SS là cuộc đối đầu của Zoro và Kizaru để Zoro khẳng định được cho cả thế giới thấy đẳng cấp của mình không thua kém gì đô đốc hải quân ở hiện tại. Sau Ekwano, sức mạnh của Zoro thăng tiến thêm ở một mức mà người xem chưa thể nào đánh giá được. Anh ta đã có được một bộ kỹ năng chiến đấu hoàn toàn mới và mạnh hơn so với trước từ việc thức tỉnh Haki Ba Vương và thành Diêm Vương kiếm Enma. Thông thường Zoro muốn hạ gục một đối thủ nào đó xương xỏ thì cần phải dùng đến kỹ thuật mạnh nhất là Asura. Không còn Haki Ba Vương nhưng vẫn xuyên phá được ở một mức độ đáng sợ. Trong khi hạ gục kinh hoàng hoạn, Zoro sử dụng kỹ thuật Diêm Vương Tam kiếm phái Bách Tam Quan Đại Ngục Phi Long để chém xuyên qua rồng dung nham do kinh tạo ra, còn tặng cho kinh một vết thương ở ngực mà tận 7 ngày sau chưa thể bình phục được. Zoro đã có được một đẳng cấp Haki vượt trội hơn nhiều so với trước đây, nhất là Haki Ba Vương, một loại sức mạnh không thể nào luyện tập mà có được. Loại Haki này sẽ phụ thuộc vào đẳng cấp của một người nào đó để bộc phát nó, khiến cho lực mỗi đòn tấn công gia tăng thêm cực kỳ đáng sợ. Luffy dù chỉ mới biết cách vận dụng Haki Bá Vương cấp cao, nhưng đã chiến đấu ngang với bậc thầy như Kaido thì cũng đủ hiểu được giá trị của Bá Vương khí ở đâu. Khi đánh thức thì đẳng cấp sẽ ở một tầm cao khác biệt so với trước đó, và Zoro chính là một minh chứng.
Thế nên, mình đã nói rằng sức mạnh Zoro hiện tại, người xem chưa đánh giá đúng được. Trận chiến ở Aesthetic với Đô đốc Kizaru sẽ khiến cả thế giới biết đến Zoro nhiều hơn với danh xưng là vua địa ngục, chứ không phải là thợ săn hải tặc. Hình như Rayleigh, người ta gọi ông là hiền thoại với danh xưng vua bóng tối, tức Minh Vương. Zoro sẽ là Diêm Vương. Kizaru là người sử dụng trái quỷ hệ Logia, một sức mạnh có khả năng phân tách để né tránh đòn tấn công cực kỳ hiệu quả. Ở trận chiến Marineford, Tứ Hoàng Rau Trắng từng vung thanh đao cực phẩm vào Kizaru, nhưng vị đô đốc này đã phân tách và nhào lộn để né tránh một nhát chém như thế, cho thấy kỹ năng của một đô đốc không phải là dạng vừa. Trái quỷ hệ Logia sẽ tăng thêm sức mạnh vào tranh rất nhiều. Tương tự thì Akainu cũng từng bị Marco Havista dùng kiếm và vuốt kèm theo Haki tấn công cũng không gây được tổn thương, nên đừng xem thường Kizaru với ánh sáng của ông ấy. Chúng ta chưa từng nhìn thấy Kizaru phải đổ mồ hôi, phải bị thương tích nặng trong bất kỳ một cái trận chiến nào từ trước đến nay, kể cả đối đầu với Rayleigh. Một vết xước ở trên mặt là do trong quá trình biển đi, Kizaru không thể nào tập trung cho Minh Vương, dẫn đến bất ngờ bị ngăn cản và dính đòn, chứ không phải đối đầu trực diện mà bị. Sau đó thì Rayleigh có cho biết mình không thể nào giúp đỡ bà ngũ rơm khỏi cuộc tấn công của cự mà khi mà bị Kizaru ngăn cản. Vị đô đốc này còn mỉa mai với Minh Vương, đang chặn một đô đốc rồi mà còn muốn hơn sao? Phải nói rằng sự bố đời của Kizaru chính là phương thức để chứng minh ông ta thực sự mạnh. Dù vậy, ở Wano, Zoro đã học được một kỹ thuật có thể chém xuyên lửa. Lửa cũng thuộc về hệ Logia như ánh sáng, nhưng kiếm thuật của Zoro vẫn khiến cho Romethus của Big Mom không hợp nhất lại cơ thể của nó tạm thời để cho đánh đỡ mụ ta. Kỹ năng này của Zoro là một hé lộ của tiết giả Oda cho thấy được anh ta đã hoàn toàn đủ khả năng đối đầu với một người ăn trái quỷ hệ Logia bất kỳ, nhưng nó chưa đủ để khiến cho một người ăn trái quỷ hệ Logia bị thương. Sau đó, sức mạnh Haki Bá Vương bộc phát, Zoro chém tan tét con rồng dung nham từ truy thức Hỏa Long đại đới của Kin, xuyên qua luôn cơ thể cứng cáp phòng thủ từ ngọn lửa của Kin để hạ gục anh ta tại Wano. Đủ để thấy được đẳng cấp của Zoro hoàn toàn chém trúng ánh sáng Kizaru, dù ông ta có phân tách cơ thể của mình đi nữa, như cách mà Rau Trắng đấm Akainu hay Rayleigh khiến cho Kizaru bị thương. Kizaru luôn được cử đến những trận chiến quan trọng, ông ấy quá bá đạo so với bất kỳ một hải tặc nào trên thế giới. Dĩ nhiên so với hiện thoại hay tứ hoàng thì có vị cũng không thể sánh kịp. Ví dụ điển hình là Kizaru đã bị sanh cho ăn hành, chỉ kiếm vào trong mặt yêu cầu đứng im là phải đưa tay lên đầu hàng mà không dám hó hé ở trong phim Red. Phải nói rằng Kizaru chỉ thu những người ở tầm đẳng cấp như sanh, chứ còn mầm non mới nhú thì ông lặt cho không còn một cái móng nếu như chiến đấu nghiêm túc. Lần này đô đốc Kizaru đến SS vẫn mang theo cái phong thái bố đời đó. Tuy nhiên Vegapunk là người nghiên cứu ánh sáng của Kizaru nên biết rất rõ cách khắc chế và chưa kể còn tạo ra được một cái găng tay đấm tan tét ánh sáng. Giả sử Vegapunk đưa cho Zoro một cái thiết bị công nghệ nào đó tương tự để chiến đấu với đô đốc Kizaru thì cô bộ vì đô đốc này cũng hơi mệt mỏi rồi. Tuy nhiên Zoro không chiến đấu dựa trên sức mạnh khoa học hay bút bát một cách thô thiển như thế. Anh ta sẽ tự mình chiến đấu với hỏa kiếm phái cắt luôn cả ánh sáng. Diêm Vương Tam Kiếm Phái là bộ kỹ năng mới còn nhiều điểm bí ẩn chưa được tác giả Oda khai phá hết. Trận chiến này của bộ sẽ rất hoành tráng từ phía của Zoro. Hơn nữa ở Wano, Zoro tự xưng mình là vua địa ngục, anh ta chỉ tự nhận chứ không được bất kỳ một ai công nhận. Kể cả Kin, người giờ cũng đã ngắm gạt khổ thần sau khi bị bà Lục đến hút cạn sinh lực. Sau khi đánh bại hoặc đã thương được Kizaru, báo chí sẽ tung hô Zoro với danh xưng là vua địa ngục, người có sức mạnh chẳng kém gì đô đốc hải quân và bỏ danh hiệu thợ săn hải tặc của anh ta. Nó lại hợp lý vô cùng. Đặc biệt, Zoro chưa từng dùng bộ kỹ năng Diêm Vương của mình kết hợp với trạng thái cũ kiếm. Khi mà ác thần Asura ba đầu sáu tay được triệu hồi kết hợp với Haki Bá Vương thì kỹ thuật này chắc chắn sẽ đi vào trong lịch sử. Zoro thực sự là một ác thần, một kẻ mang sức mạnh thần linh từ chính bản thân của mình mà có, chứ không dựa dẫm vào sức mạnh của trái quỷ bàn trò như bất kỳ một đô đốc nào hay một kẻ ăn trái quỷ giòn thần thoại nào. Quá sức tưởng tượng với đẳng cấp của Zoro ở hiện tại, cực kỳ mong đợi đến giây phút Zoro cho cả thế giới thấy được ác thần Asura trong trạng thái địa ngục kiếm pháp một lần. Và anh em nghĩ gì về điều đó? Hãy để lại một bình luận ở dưới video này nhé.